Cách để làm một chiếc chảo không có chống dính trở nên chống dính một cách cực kỳ là hiệu quả. Nếu các bạn nhìn vào những căn bếp chuyên nghiệp thì rất rất hiếm khi các bạn nhìn thấy một chiếc chảo chống dính, vì đơn giản là lớp chống dính trên mặt chảo thường không bền với nhiệt độ quá lớn và liên tục. Thêm nữa là phần chống dính dễ bong chóc gây hại cho sức khỏe nếu ăn phải những lớp hóa chất ấy. Nhưng nếu chảo không có lớp chống dính thì với những ai chưa biết cách sẽ dễ xảy ra hiện tượng dính chảo gây cháy khét. Và để xử lý vấn đề này thì các bạn chỉ cần nhớ một nguyên tắc: chảo phải đủ nóng, nóng đến khi phải nhẹ nước vào và thấy nước có hiện tượng lăn nhảy trên mặt chảo cho dầu ăn vào. Và khi dầu ăn có những gợn sôi thì chúng ta đã có một chiếc chảo siêu chống dính. Theo vật lý thì đây được gọi là hiệu ứng Leidenfrost, khi một chất lỏng tiếp xúc với bề mặt nóng hơn đáng kể so với điểm sôi của chất lỏng đó thì sẽ sinh ra một lớp hơi cách nhiệt, và bởi lực đẩy của hơi, những giọt nước và thực phẩm sẽ được nâng khỏi bề mặt và lăn trên mặt phẳng đó. Và đây chính là cách chúng ta biến một chiếc chảo thép hoặc chảo gang không có chống dính trở nên chống dính hoàn toàn.